Xin chào các bạn, đây là một video rất là đặc biệt mà tôi sẽ dành tặng cho các bạn. Khi mà các bạn theo dõi video này thì hãy giúp tôi, thứ nhất là nếu các bạn chưa xem video thứ hai về trong cái series video về 3 yếu tố để thành công vượt trội của tôi, video có tên là phương tiện, thì các bạn hãy dừng ngay tại đây, các bạn quay trở lại xem video về phương tiện trước. Hoặc nếu các anh chị không biết làm thế nào để có được video đó thì hãy comment ở bên dưới cái video này và tôi sẽ gửi cho các bạn cái đường link để bạn xem video đó. Bởi vì nếu như mà bạn đi trực tiếp vào video này thì nó sẽ không hợp lý, các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu và đôi khi nó có những cái hiểu lầm không đáng có. Vì vậy thì hãy dừng ngay tại đây. Còn với các bạn mà các bạn đến video này thông qua cái chuỗi email mà tôi vẫn gửi thì các bạn đang ở đúng chỗ và tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức để xây dựng được một cái mạng lưới kinh doanh lớn và từ đó bạn đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Chúng ta nhắc lại một chút cái kiến thức rất là quan trọng mà tôi đã nói trong video phương tiện, đó là về kim tứ đồ. Tứ đồ thu nhập E, S, B, I, bốn cái cách tạo ra thu nhập khác nhau. E là người làm công ăn lương, đổi thời gian cộng với sức lực của mình để lấy tiền. S là những người làm kinh doanh nhỏ, tự mình làm việc, không phải làm thuê cho bất kỳ ai và tự mình kiếm tiền. Về bản chất thì vẫn là thời gian cộng với sức lực đổi lấy tiền. Tuy nhiên ở trên này thì cái người làm công ăn lương thì phải làm cho ông chủ, cho một cái công ty nào đó. Chính vì thế họ chỉ vẫn nhận về một phần nhỏ trong số cái thời gian và sức lực làm việc của họ, phần còn lại dành cho công ty. S thì không như vậy, S không làm cho bất kỳ ai cả, làm cho chính mình. Chính vì thế không mất tiền cho ai, thời gian và sức lực làm ra bao nhiêu tiền thì S được hưởng tất. Nhưng chúng ta đều biết rồi, thứ nhất E và S thì thu nhập có hạn. Bởi vì thời gian và sức lực có hạn cho nên tiền kiếm được sẽ có hạn. Thứ hai, E và S rất là rủi ro bởi vì dừng lúc nào thì thu nhập sẽ mất lúc đó. Tài chính như vậy thì không gọi là tài chính đảm bảo. B, cách thức của B đó là xây dựng một cái hệ thống kinh doanh bao gồm rất nhiều những cái doanh nghiệp khác nhau nằm bên dưới. Và B sẽ sử dụng những cái người làm công xuất sắc, thuê họ về quản lý, điều hành những cái công ty này. Hàng ngày mở rộng bằng việc thuê thêm những cái người làm công khác và cứ thế mở rộng cái hệ thống này. Khi cái hệ thống này làm việc và sinh sôi nảy nở ra, tạo ra lợi nhuận thì sẽ mang về cho B. Chính vì thế, ở đây gọi là cách là làm ra hệ thống tạo ra thu nhập. Và không phụ thuộc vào thời gian và sức lực của B, vì thế nó có thể tăng trưởng mãi mãi và B trở thành những người giàu có trong cuộc sống. Y là investor, những nhà đầu tư. Ông này có rất nhiều tiền, ông không làm việc, ông mang tiền ông đầu tư vào các công ty của B này. Các công ty này làm ăn có lãi cuối năm, mang về trả lợi tức cho Y và ông có thêm một cái khoản tiền mới. Cái này gọi là tiền sinh ra tiền cộng với giá trị thặng dư. Và vì thế ông ấy có thêm cái khoản này hàng năm và ông ấy càng trở nên giàu có hơn. Nếu như bạn là cái người mong muốn được thực hiện được cái mục tiêu về tự do tài chính thì các bạn phải chuyển bên, tức là từ bên trái của kim tứ đồ phải chuyển sang bên phải của kim tứ đồ, trở thành B hoặc là trở thành Y. Thông thường nếu trở thành Y được thì các bạn đã không xem video này rồi, bởi vì các bạn là những người rất nhiều tiền thì cái điều này sẽ rất là khó. Thì vì thế mong muốn của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta đó là trở thành B, làm chủ một cái hệ thống kinh doanh có thể mang lại cho chúng ta thu nhập và thụ động và có thể phát triển không ngừng. Thế thì bây giờ làm thế nào để trở thành B? Bởi vì ở trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy là những cái người mà có thể trở thành B, xây dựng được những cái hệ thống kinh doanh lớn gồm nhiều những cái lĩnh vực khác nhau ấy, thường thường nó đòi hỏi những yếu tố. Thứ nhất, đây phải là những cái người có những cái mối quan hệ rất là lớn. Tất nhiên có thể mình không nói về cái việc mà họ xuất phát, nhưng mà khi họ xây dựng được những cái doanh nghiệp lớn như vậy, họ phải có những cái mức độ quan hệ rất là lớn. Thứ hai, họ phải có một cái tài chính rất là lớn để họ có thể xây dựng được cái doanh nghiệp như thế. Thứ ba, không nhiều, chúng ta biết là cái số lượng này rất là ít, bởi vì nó đòi hỏi nhiều yếu tố, phải cái sự nỗ lực vượt bậc, phải gọi là có thêm những cái may mắn ở trong cuộc sống nữa. Điểm thứ tư là phải có thêm những cái may mắn nữa, vân vân. Nói tóm lại là để mà bình thường chúng ta có thể tạo dựng ra một cái doanh nghiệp giống như Hoàng Anh Gia Lai, giống như là Vingroup, giống như là Sun Group, TNT, thì nó là một cái câu chuyện thần kỳ và khó mà chúng ta có thể làm được cái điều đấy. Và tôi cũng không có khả năng để hướng dẫn các bạn đi theo con đường đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái cách thức để mà xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh giống như của B này. Thế nhưng không đòi hỏi bất kỳ một cái yếu tố nào trong số những cái mà chúng ta vừa vạch ra đây. Tôi tin chắc là bạn nghe xong bạn hoàn toàn có thể làm được, chỉ có điều bạn còn quyết định làm hay không mà thôi. Bây giờ như thế này, chúng ta biết là cái mô hình phân phối hàng hóa truyền thống nó chỉ đơn giản là nhà sản xuất tạo ra hàng hóa, mục tiêu của họ đó là đưa đến cho người tiêu dùng. Để đưa đến người tiêu dùng thì thông thường chúng ta thấy cái cách thức phân phối hàng hóa nó sẽ là như thế này.
người tiêu dùng mua từ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán lẻ sẽ lấy hàng từ cửa hàng bán buôn lấy từ đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cấp 2 lấy từ đại lý cấp 1. Đây là tôi viết gọi là một cách gọi là đơn giản thôi. Và đại lý cấp 1 thì mới mua được từ nhà sản xuất, chứ không có nhà người tiêu dùng nào chạy lên muốn được hàng rẻ, muốn được hàng tốt chạy thẳng lên nhà sản xuất mua mà nhà sản xuất bán cả. Rất hiếm có xảy ra cái trường hợp như thế, nó không phổ biến ở trong cuộc sống. Và chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái chuỗi phân phối hàng hóa này, chúng ta sẽ thấy bán lẻ lợi nhuận khoảng 15%, bán buôn lợi nhuận khoảng 7-8% gì đó, đại lý cấp 2 lợi nhuận khoảng 5%, đại lý cấp 1 lợi nhuận khoảng 2%, tổng cộng cái trung gian này chiếm khoảng độ 30% chi phí mà người tiêu dùng hiện nay đang bỏ ra để mua sắm các cái hàng hóa hàng ngày của gia đình mình. Một cái chi phí thứ hai nữa mà người tiêu dùng đang âm thầm hàng tháng bị phải trả mà đôi khi chúng ta không để ý, đó là quảng cáo và tiếp thị. Đây là một cái chi phí rất là lớn. Rất nhiều các cái quảng cáo ở trên TV diễn ra hàng ngày vào những cái khung giờ vàng thì nó có cái mức phí rất là cao. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái hàng hóa quảng cáo đó thì chúng ta chính là cái người trả tiền cho quảng cáo. Và người ta ước tính với ngành hàng hóa tiêu dùng ngày nay nó cũng khoảng 30% giá trị mà khi mà chúng ta trả tiền để mua cái sản phẩm đó nó nằm cho vào quảng cáo và tiếp thị. Này mình phải nhìn cái kiểm tra cái mất công sức. Như vậy chúng ta tổng kết lại, chúng ta sẽ thấy là người tiêu dùng bây giờ chúng ta bỏ ra một cái số tiền quy ước là 100% thì đến nhà sản xuất được khoảng 40%, còn 60% nó đang nằm ở trung gian. Và chỉ một số ít những cái người mà đang khai thác cái 60% này. Thế thì có cách thức nào hay hơn không để tôi có thể làm ra một cái để tôi có thể phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng? Thì năm 1959 một cái mô hình kinh doanh ra đời gọi là mô hình bán hàng trực tiếp. Đây là một cái mô hình rất là đặc biệt. Mô hình bán hàng trực tiếp là như thế nào? Nhà sản xuất ở đây họ làm ra hàng hóa, thay vì việc họ phải xây dựng một cái hệ thống phân phối trung gian, thay vì việc phải dùng quảng cáo và tiếp thị thì họ nói không với tất cả những cái khâu này để tiết kiệm cái chi phí 60%. Họ làm cách như thế này: tôi đi khắp nơi trên thế giới và tôi mở ra các cái chuỗi cửa hàng của chính tôi mang tên nhà sản xuất. Họ đưa hàng hóa và đưa nhân viên về chính các cái cửa hàng này làm việc. Tất nhiên nó sẽ có một cái cách thức làm việc của họ để làm sao nó đảm bảo được cái hiệu quả về kinh tế. Các cái chuỗi cửa hàng này hiện nay có mặt ở khoảng 125 quốc gia trên toàn thế giới, và ngay ở Việt Nam chúng ta cũng đã có một cái hệ thống với những cái cửa hàng này. Thế thì tiếp theo họ làm như thế nào? Họ cho phép tất cả người tiêu dùng có thể trực tiếp đến các cửa hàng này mua sắm, có nghĩa là không cần phải thông qua bất kỳ một cái câu cửa hàng trung gian nào cả. Ví dụ bạn là cái người A này, bạn muốn đến các cửa hàng này mua sắm bởi vì lợi ích là gì? Tôi được mua thẳng từ nhà sản xuất, hàng hóa chắc chắn là hàng thật, không phải là hàng giả, mua giá gốc luôn, thế thì tốt quá. Nhưng mà họ đưa ra một cái quy định đơn giản là nếu như bạn muốn mua được hàng ở những cái cửa hàng của tôi thì bạn phải là thành viên trong cái hệ thống tiêu dùng của chúng tôi, có nghĩa là bạn làm một cái thẻ member, hay tôi gọi đơn giản đi cho nó đúng cái nghĩa mà chúng ta tưởng tượng đi, thì các bạn làm một cái thẻ gọi là thẻ nhà phân phối. Khi bạn có cái thẻ này rồi thì bạn có thể mua hàng ở các cái trung tâm của nhà sản xuất với mức giá chiết khấu 15%, giảm giá 15%. Cái này để làm gì? Để nếu mà bạn thích, bạn có thể mua ở đây và bạn bán cho những người không có thẻ, bạn thu được cái lợi nhuận 15%. Và nếu mà bạn tiêu dùng cho gia đình nhà mình thì bạn tiết kiệm được 15%. Đó là khi mà bạn bắt đầu trở thành nhà phân phối. Khi bạn sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất và bạn thấy là sản phẩm rất là tốt, giá cả rất là hợp lý, rất là tin cậy, bởi vì tôi mua trực tiếp luôn từ nhà sản xuất và không phải mua qua bất kỳ ai, bạn sẽ có một cái phản xạ, đó là gì? Chia sẻ cho những cái người anh em bạn bè của mình, những cái người xung quanh của mình, để họ biết về cái điều đó và họ có thể đến đây để mua hàng, chứ không tội gì phải mua ở một cái khâu trung gian phức tạp như thế, dài như thế này mà lại không có được cái sản phẩm chất lượng như ý. Thế thì trong số những cái người bạn bè của các bạn, có một số người sẽ cũng làm thẻ như các bạn và họ cũng bắt đầu đến các cái trung tâm này bắt đầu mua hàng. Và khi mà họ mua hàng, nhân viên ở đây bán hàng, lưu ý tất cả mọi người đều mua với mức giá như nhau tại các cái cửa hàng ở khắp nơi trên cả nước, khắp nơi trên thế giới, hoặc là mua hàng online để nhà sản xuất này họ chuyển hàng về tận nhà, mức giá hoàn toàn như nhau và chất lượng sản phẩm như nhau. Chỉ có một điều, và điều này là điều đặc biệt, nhân viên sau khi ở đây họ bán hàng và thu tiền thì ngay lập tức toàn bộ những cái doanh số này được cộng về cho các bạn, bởi vì nhìn vào cái thẻ thành viên của cái người này, mỗi người này
thì nhân viên hệ thống nó sẽ biết ngay được rằng những người này mua sắm hàng hóa ở đây nhờ công của bạn giới thiệu và tự động doanh số được cộng về. Như vậy bạn đang tích lũy vào cái mã số này của mình một cái khoản doanh số lớn hơn cái tiêu dùng của bạn rất nhiều. Nó có thể gấp 5, gấp 10, gấp 20 lần tùy vào năng lực của bạn. Và một điều nữa, ở trong cái mô hình kinh doanh này mọi người có quyền lợi y hệt như nhau, không khác biệt gì cả. Những người này được phép mua hàng hóa trực tiếp từ nhà sản xuất cùng với mức giá của bạn mua, và họ cũng có một cái quyền lợi giống hệt như bạn, đó là làm thẻ giúp cho những người khác, giúp những người khác mở cái thẻ để trực tiếp đến đây mua tiêu dùng. Rồi những người này cũng như vậy. Và hãy thử tưởng tượng, đây là tôi nói là tự nhiên nó có thể diễn ra như này, nhưng nếu mà bằng một cái cách nào đó thì tí tôi sẽ nói, chúng ta chủ động trong việc xây dựng cái hệ thống người tiêu dùng như thế này, tất cả mọi người lại bắt đầu đến đây mua hàng, doanh số từ những cái người này cộng về cho người này, và tất nhiên doanh số của họ tăng lên, và doanh số tăng lên đồng nghĩa với việc là nhà sản xuất ghi nhận những người này thay thế cái hệ thống trung gian và quảng cáo giúp họ có được doanh số, thì họ sẽ có một cái trách nhiệm đấy là trả hoa hồng cho những người này. Thế thì doanh số của bạn, bạn là cái người này, bạn bao gồm doanh số của tất cả những người này cộng lại, bởi vì doanh số từ đây nó sẽ cộng hết lên cho bạn, thì bạn sẽ có một cái doanh số lớn hơn rất nhiều, và tương ứng với đó sẽ là một cái mức thu nhập, một cái mức hoa hồng lớn hơn rất nhiều. Và tương tự những người này cũng có quyền lợi tương đương, tất cả mọi người quyền lợi tương đương như nhau. Ở đây tại sao các bạn thấy là tôi cứ vẽ 1 ra 4 là bởi vì tôi lấy ví dụ thôi, còn trong thực tế bạn có thể làm toàn quyền 10-20 là do bạn, do khả năng của bạn. Ở đây tôi viết là 1-4 để chúng ta dễ tính toán. Ví dụ 1 sau 1 tháng ra 4, 4 sau 1 tháng ra 16, 16 sau 1 tháng ra 64, 64 sau 1 tháng nữa ra 256, 256 sau 1 tháng nữa ra 1024. Tổng cộng ở đây bạn đã có một cái nhóm gồm có khoảng hơn 1.000 gia đình. Mỗi một người là một cái thẻ sử dụng hàng hóa, và mỗi một cái thẻ đó là tiêu dùng của một gia đình. Bởi vì trong các cửa hàng này họ cung cấp hầu hết các cái sản phẩm thiết yếu mà chúng ta đang tiêu dùng hàng ngày. Một chút thì tôi sẽ giới thiệu ngay với các bạn bây giờ đây. Và như vậy thì bạn tổng hợp được toàn bộ cái tiêu dùng của các gia đình về cái mã số của mình, và tôi tin chắc đó là một con số rất là lớn. Bây giờ tôi nói về cái quyền lợi mà chúng ta có thể được hưởng khi mà chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống tiêu dùng như thế này. Hãy để ý, trước hết cái nhà sản xuất mà tôi dự định giới thiệu với các bạn, họ là họ là nhà sản xuất hàng hóa tiêu dùng lớn nhất trên thế giới, và hiện nay họ cung cấp khoảng 600 họ sản xuất khoảng hơn 600 loại sản phẩm khác nhau để phục vụ cuộc sống trong gia đình, từ những cái mặt hàng rất là đơn giản, ví dụ như là những cái sản phẩm chăm sóc gia dụng như là nước rửa chén, nước giặt đồ, nước tẩy rửa đa năng, rồi các cái sản phẩm chăm sóc cá nhân như kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, lăn cửa mùi, nước rửa tay, dao vuốt tóc, kem mủ tóc, tất cả tần tật những cái gì mà bạn chăm sóc cho cơ thể của mình thì họ cung cấp. Họ có hai cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng ở trên thế giới, đó là mỹ phẩm chăm sóc da, một trong năm thương hiệu đứng đầu trên thế giới hiện nay về doanh số, và một cái thương hiệu sản phẩm nữa và đứng đầu trên thế giới đó là về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng. Các cái dòng sản phẩm của họ bao trùm trong toàn bộ các cái mặt, bao trùm trong cái mặt các cái hàng hóa gọi là hàng hóa thiết yếu và tiêu hao trong các cái gia đình. Vì thế các gia đình đều có nhu cầu, hiện tại họ chỉ đang mua ở một cái địa chỉ nào đó thôi. Nếu mà hàng hóa của chúng ta tốt và chất lượng thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo tất cả các gia đình về mua sắm từ một cái địa điểm chung theo cái cách thức mà tôi chia sẻ bên dưới. Và bây giờ hãy lấy một cái ví dụ, quy định của họ, của nhà sản xuất đơn giản là như thế này: chúng tôi ghi nhận công sức của các bạn trong việc quảng bá về sản phẩm, chất lượng sản phẩm của chúng tôi, và mời và đưa được những người mới đến tiêu dùng ở những cái trung tâm của sản phẩm của chúng tôi. Và khi đó nếu như doanh số mà các bạn đạt được là 16 triệu doanh số thì tôi sẵn sàng chi trả cho các bạn một cái khoản hoa hồng tương đương với khoảng 1 triệu đồng. Nếu như mà đạt được 32 triệu doanh số cho nhóm của các bạn, không cần biết bao nhiêu người, không cần biết bao nhiêu cái thẻ ở trong đó, chỉ cần biết tổng hợp doanh số về cho bạn là 32 triệu thì tôi sẽ trả cho bạn một cái khoản thu nhập là 2,5 triệu. Nếu như mà đạt được 64 triệu doanh số thì tôi sẽ trả cho bạn một cái khoản thu nhập từ khoảng từ 5 đến 7 triệu. Ở đây tất cả các con số này, các bạn lưu ý là gì? Khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống tiêu dùng ấy thì các bạn sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể để các bạn có thể xây dựng được một cái hệ thống nó cân đối và các bạn tối ưu được những cái mức thu nhập
Chính vì thế ở đây tôi ghi là cái giá thu nhập nó dao động chứ nó không phải cố định là con số nào cả. Nếu như các bạn đạt được doanh số là 110 triệu đồng cho toàn bộ của cái nhóm của bạn, ví dụ nhóm của bạn có 100 gia đình, mỗi một gia đình một tháng sử dụng khoảng 1,1 triệu thì các bạn có tổng doanh số là 110 triệu thì thu nhập của bạn rơi vào khoảng từ 7 cho đến 10 triệu đồng. Nếu như mà bạn đạt được doanh số là 180 triệu đồng thì lúc đó thu nhập của bạn rơi vào khoảng từ 10 cho đến 15 triệu đồng, thậm chí hơn. Nếu như các bạn đạt được doanh số là 270 triệu đồng cho toàn bộ cái nhóm của mình thì các bạn sẽ đạt được một cái mốc thành tích gọi là mốc thành tích 21%, mốc thành tích cao nhất, và thu nhập nó sẽ rơi vào khoảng độ 25 cho đến 30 triệu đồng. Đấy, đây là một cái mức thu nhập mà gọi là làm thêm thì đã rất là ổn rồi, đúng không ạ? Trong cái video về phương tiện thì tôi có nói rồi, chúng ta hoàn toàn có thể là cái người làm công ăn lương, tức là ở vị trí nhóm E, chúng ta hàng ngày chúng ta đi làm, nhưng trong đầu óc chúng ta phải có tư duy của một cái người làm chủ lớn, tức là B, tức là dành những cái thời gian rảnh rỗi của mình để bắt đầu xây dựng một cái hệ thống kinh doanh lớn mà trong tương lai nó sẽ tạo ra thu nhập thụ động. Thì đây chính là một cái phương thức như vậy. Nếu như trong thời gian rảnh rỗi buổi tối thứ bảy chủ nhật các bạn bắt đầu kỳ cạch, tôi nói dùng từ cái kỳ cạch rất là đúng, bởi vì thời gian đầu các bạn sẽ phải xây dựng từng nốt một trong cái hệ thống của các bạn để dần dần các bạn đạt được cái doanh số lớn. Mọi người tiêu dùng hàng ngày, mỗi ngày một ít, mỗi tháng mua một vài thứ thì các bạn có thể dần dần tạo ra doanh số. Và khi mà cái doanh số nó lớn rồi ấy, thì bạn yên tâm là bởi vì hàng hóa chất lượng đảm bảo, nhà sản xuất giao hàng đến tận nơi hoặc là cửa hàng của nhà sản xuất phục vụ tận nơi, cho nên là doanh số nó sẽ ổn định và bạn sẽ có cái nguồn thu nhập rất là ổn định này. Nếu như bạn là cái người A này, giả sử bạn giúp cho một cái người B này, họ xây dựng ra một cái hệ thống đạt được 270 triệu doanh số thì đây gọi là một cái nhánh hoàn thiện 21% của bạn. Và cái người này, cái người bạn này của mình có thu nhập khoảng 25 đến 30 triệu. Mình hàng tháng công ty sẽ trích về đây cho mình một cái khoản tương ứng với 6% doanh số của nhóm này, và nó sẽ dao động vào từ khoảng tùy vào từng cái điều kiện để bạn được hưởng, thì bạn có thể được hưởng con số tôi cho là một con số rất là tốt, đó là khoảng 15 triệu một tháng từ một nhóm như này. Và vì thế nếu như mình xây dựng được 3 nhóm hoàn thiện BCD như thế này thì với 3 nhóm hoàn thiện này thì bạn được nhà sản xuất họ ghi nhận đó với một cái chức danh gọi là chức danh lãnh đạo, và bạn có thu nhập gỡ vào khoảng 50 triệu một tháng. Còn trong trường hợp mà các bạn có thể xây dựng được hoàn thành 6 nhóm thì bạn gọi là bạn đạt được một cái chức danh gọi là diamond, kim cương, và thu nhập của một người có 6 nhóm nó sẽ rơi vào cỡ khoảng 100 triệu một tháng. Và bạn xây dựng được cái hệ thống nó lớn hơn, nhiều nhánh hơn và mỗi nhánh lớn hơn nữa thì các bạn sẽ đạt được những thu nhập cao hơn nữa. Và những cái quyền lợi này nó không có bất kỳ một cái điểm giới hạn nào, nó phụ thuộc hoàn toàn vào mong muốn và năng lực xây dựng của các bạn. Tôi chỉ dừng lại ở hai cái mức này bởi vì tôi ngày hôm nay chúng ta làm quen với một cái khái niệm về cái kinh doanh này, cho nên tôi chưa muốn đi xa hơn. Các bạn có thể tìm hiểu dần dần, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một vài cái điểm mà cái mô hình kinh doanh này nó có thể mang lại cho các bạn. Thứ nhất, cái thu nhập này tính chất của nó rất là đặc biệt, chúng tôi gọi nó là thu nhập thụ động. Thứ nhất, các bạn nhìn xem có phải các bạn khi mà các bạn là chủ sở hữu của những cái hệ thống 3 nhánh, 6 nhánh, các bạn chính là B rồi không ạ? Các bạn có được những cái doanh nghiệp bên dưới và những cái doanh nghiệp này phát triển không ngừng. Những người làm chủ những cái nhánh này bây giờ họ đã là những cái người mà có được kiến thức, bởi vì họ đã làm việc một thời gian và cùng với các bạn xây dựng ra cái hệ thống này. Họ có thu nhập rất là tốt và tương lai của họ cũng sẽ là 3 nhánh, cũng là 6 nhánh. Vì thế họ làm chủ hoàn toàn các cái nhóm này và họ phát triển không ngừng cái hệ thống của họ. Chính vì thế bạn đạt được cái sự tự do về tiền bạc, bạn có được thu nhập nhưng bạn có sự tự do về thời gian. Bởi vì không có bạn thì những người này họ vẫn làm việc, bởi vì đây là hệ thống của họ. Cái việc mà trả thu nhập cho bạn đó là từ nhà sản xuất họ ghi nhận nỗ lực của bạn trong việc tạo ra cái hệ thống tiêu dùng và họ trả cho bạn. Hai cái yếu tố này nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái thu nhập của mình. Với cái mức độ này cũng như vậy thôi, thu nhập của bạn cao hơn bởi vì hệ thống của bạn lớn hơn, cho nên bạn trở thành cái người là B. Nhưng mà đảm bảo với các bạn, bạn là B ở đây này rất là vui, là bởi vì những cái người này họ làm chủ thực sự các cái doanh nghiệp này, không giống như B ở trong Kim Tứ Đồ. B trong Kim Tứ Đồ ấy thì những cái người này chỉ là những người làm công và không phải là cái người làm chủ. Chính vì thế hôm nay họ ở đây, ngày mai họ có thể đi nơi khác và doanh nghiệp sẽ cần phải tìm những cái người khác thay thế, và B sẽ là cái người mà phải làm những cái việc đó, phải lựa chọn những cái người mới. Và đôi khi những cái doanh nghiệp này cũng có rất nhiều những cái vấn đề của nó thì cái người B này vẫn còn rất là vất vả. Nhưng ở đây các bạn, họ là những người làm chủ hoàn toàn,
họ đã có kiến thức để xây dựng ra một lần cái hệ thống này thì họ sẽ xây dựng được nhiều lần các hệ thống khác, và lúc đó họ sẽ chủ động. Tất nhiên bạn không thể cái việc là điểm thứ hai, khi mà bạn có cái hệ thống này thì về nguyên tắc đó là hệ thống mà do bạn tạo dựng, và nhà sản xuất có trách nhiệm bảo vệ cái hệ thống đó cho bạn, và bạn có thể bán, chuyển nhượng, thừa kế. Và tôi coi đây nó là một cái tài sản vô cùng quý giá để các bạn có thể để lại cho các cái thế hệ sau của mình, nếu mà bạn quan tâm đến cái điều đó. Bởi vì ở đây là một hệ thống, những cái doanh nghiệp làm việc hoàn toàn chủ động. Cho nên ví dụ con của bạn, bạn muốn để lại cho nó cái hệ thống này, cho dù nó không hiểu gì về cái kinh doanh này thì nó vẫn có thể được cái hưởng thành quả từ cái hệ thống của bạn đã xây dựng, nếu như mà bạn chuyển nhượng cho nó, hoặc là nếu như mà bạn có thể thừa kế cho nó, mà không cần phải lo lắng là nó phải nắm bắt được ở trong cái kinh doanh này. Đấy là một vài cái điểm mà đầu tiên mà chúng ta có thể nói về cái chế độ. Ngoài ra, khi mà bạn đã là cái người mà xây dựng thành công những cái hệ thống lớn thì nhà bạn và nhà sản xuất là những cái đối tác, và do đó họ sẽ có những cái chế độ tưởng thưởng rất là hấp dẫn dành cho các bạn. Đó là cái cơ hội hợp tác với một cái nhà sản xuất, và tôi muốn chia sẻ qua với bạn một vài cái thông tin về cái nhà sản xuất mà tôi giới thiệu với các bạn. Họ hiện nay họ là nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất trên thế giới, và trong ngành bán hàng trực tiếp họ là công ty lớn nhất trên thế giới với doanh số hiện nay là khoảng hơn 10 tỷ đô la. Một công ty rất là lớn, có mặt ở khoảng 125 quốc gia và có mặt trên thế giới đến nay là 60 năm rồi. Và tôi đảm bảo với các bạn, một cái doanh nghiệp tồn tại hơn 60 năm, có mặt ở 125 quốc gia và doanh số mỗi một năm hơn 10 tỷ đô la thì tương đương với cỡ khoảng 200.000 tỷ Việt Nam các bạn. Nó là một cái doanh nghiệp rất là lớn và xứng đáng để bất kỳ bạn, cho dù bạn là ai, bạn đang nghe cái video này thì bạn cũng có thể hợp tác được với họ và tự hào là hợp tác với họ. Tuy nhiên, tôi chia sẻ thêm với bạn một cái điều, và điều này là cái điều cốt lõi mà tại sao tôi muốn giới thiệu cho các bạn cái mô hình kinh doanh này. Khi nói đến Network Marketing thì rất nhiều người hình dung nó là một cái mô hình kinh doanh bán hàng đa cấp. Và ở Việt Nam chúng ta thì cái nhiều người có một cái ấn tượng không tốt về mô hình bán hàng đa cấp. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì có rất nhiều người không hiểu cái cách thức làm việc, cái cách thức phát triển của cái kinh doanh này. Mặc dù ở nước ngoài thì nó phát triển rất là tốt, ai cũng đồng ý rằng ở nước ngoài thì đây là một cái mô hình được quản lý và phát triển cực kỳ tốt. Nhưng ở Việt Nam tại sao lại như vậy? Là bởi vì có quá nhiều người chưa hiểu về cái cách thức để vận hành nó. Trong cái mô hình kinh doanh này, nó là một cái mô hình phát triển. Để phát triển được bền vững và ổn định, đó là một cái mô hình gồm 4 đối tác. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là nhà sản xuất. Nhà sản xuất họ tạo ra sản phẩm, họ tạo ra cơ chế trả thưởng, họ làm việc và tuân thủ những cái quy định của pháp luật trong cái ngành bán hàng này. Họ tạo ra các cái trung tâm bán hàng, họ ví dụ như trong trường hợp mà tôi giới thiệu với các bạn, họ còn có thêm nhiệm vụ họ phải lập kho hàng ở các nơi, họ phải phát triển hệ thống giao hàng tận nhà, họ phải mở ra cái cửa, các cái hệ thống cửa hàng ở khắp nơi trên cả nước để sao cho mọi người có thể dễ tiêu dùng. Thì đó là việc của nhà sản xuất. Thuế má là việc của nhà sản xuất, nhập hàng hóa là việc của nhà sản xuất. Chúng ta không phải lo về cái việc đó. Rất nhiều người, rất nhiều bạn khi mà xem cái video này thì bắt đầu đoán ra, đoán non về cái nhà, bắt đầu có những cái dự đoán xem nhà sản xuất này là ai. Thì trong cái khuôn khổ video này, tôi sẽ không tiết lộ tên của nhà sản xuất, mặc dù là các bạn nghe những thông tin thì rất nhiều người có thể đoán ra được rồi. Công ty lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp thì các bạn search trên mạng là các bạn sẽ ra. Nhưng mà chúng tôi có những cái quy định, đó là không nêu tên nhà sản xuất ở trong các cái phần chia sẻ như thế này. Cho nên là tôi sẽ chia sẻ riêng khi mà chúng ta gặp vì thế tôi sẽ được xin phép được giữ kín cái tên của nhà sản xuất và chia sẻ riêng với các bạn khi chúng ta gặp nhau trực tiếp. Nhưng có một cái đối tác thứ hai vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định các bạn đi đúng hướng hay không đúng hướng, đó là tổ chức đào tạo. Tổ chức đào tạo. Network Marketing nó là một cái ngành kinh doanh, và muốn làm được một cái kinh doanh nào đó thì bạn phải có chuyên môn ở trong lĩnh vực đó. Thực ra thì trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào, nếu mà bạn muốn làm được nó thì bạn phải có chuyên môn và bạn phải được đào tạo về trong cái lĩnh vực đó. Muốn làm xây dựng thì cũng phải được đào tạo về xây dựng. Muốn làm kỹ tin học thì cũng phải được đào tạo về công nghệ thông tin. Muốn làm được tài chính cũng phải được đào tạo về tài chính. Muốn làm được Network Marketing cũng phải được đào tạo về Network Marketing. Nhưng rất hiếm có một cái trường nào có thể đào tạo được các cái kỹ năng về Network Marketing để xây dựng một cái mạng lưới. Bởi vì cái mô hình kinh doanh này nó là một cái mô hình kinh doanh hoàn toàn thực tế và không có lý thuyết nào có thể giảng dạy về nó được. Chính vì thế, tổ chức đào tạo
đó là cái nơi mà sẽ định hướng cho các bạn cách thức để các bạn phát triển công việc kinh doanh này. Quay trở lại tôi nói với, quay trở lại cái phần trước tôi nói, khi tôi nói về thu nhập và xây dựng hệ thống kinh doanh, tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn chắc chắn một điều như này. Nếu như các bạn có thể tạo ra được thu nhập khoảng 50 triệu, 100 triệu một tháng thì đó là một cái thu nhập rất là tốt. Nhưng mà nếu bạn chỉ có thể duy trì được cái mức thu nhập đó trong vài tháng, hoặc thậm chí trong một năm, hoặc là hai năm đi chăng nữa, thì nó cũng không phải là con số gì quá lớn cả. Chính vì thế, xây dựng một cái hệ thống xong, hưởng thu nhập được một vài thời gian để sau đó mất đi, thì đó không phải là cái cách thức để xây dựng network marketing. Khi chúng tôi xây dựng hệ thống kinh doanh này, tôi muốn giới thiệu với bạn một cái hệ thống gọi là hệ thống Network 21. Ai muốn tham khảo thêm rõ hơn về hệ thống này trước thì có thể tí chút nữa lên trên Internet tìm hiểu về Network 21. Đây là một cái tổ chức toàn cầu có mặt ở khoảng hơn 40 quốc gia, sử dụng 25 ngôn ngữ khác nhau. Và là họ là tập hợp những người rất là thành công trong lĩnh vực xây dựng Network Marketing. Và họ ngồi lại với nhau, họ tạo ra những cái công cụ, họ tạo ra những cái các cái tài liệu bao gồm sách, CD, các cái hội thảo để đào tạo mọi người về cái kiến thức để làm sao xây dựng được một cái network lớn, để từ đó tạo ra một cái doanh số lớn và phát triển một cách bền vững. Thế thì nếu đây là cái tổ chức quan trọng nhất để giúp các bạn phát triển kinh doanh lâu dài, tôi nói với các bạn một điều rất là đơn giản: hệ thống của các bạn có 1.000 người mà không có một cái tổ chức đào tạo, không có một cái tổ chức để họ có thể hoạt động, thì bạn không bao giờ tự do được cả. Bạn sẽ luôn luôn phải quản lý, bạn sẽ phải luôn luôn sát sao, rồi các bạn sẽ luôn luôn phải đào tạo, rồi làm rất nhiều những cái công tác khác nhau. Nhưng nếu các bạn có một cái tổ chức và bạn cắm, chúng tôi gọi là plug, tức là cắm, kéo tất cả mọi người trong cái nhóm của bạn kết nối vào tổ chức này, kết nối vào các công cụ đào tạo của tổ chức này, thì bạn có thể tự do được. Cho nên vai trò của tổ chức đào tạo là vô cùng quan trọng. Nếu như bạn làm network marketing mà các bạn không biết tổ chức đào tạo của mình là ai, thì các bạn không bao giờ có thể phát triển được kinh doanh này lớn. Và Network 21 là một tổ chức như thế. Và tôi làm cái kinh doanh này, Network Marketing, và tôi xây dựng Network Marketing là bởi vì Network 21, cái tư tưởng xây dựng kinh doanh của họ nó rất là rõ ràng. Chúng ta xây dựng con người phát triển thì kinh doanh sẽ phát triển. Đơn giản như vậy thôi. Khi con người phát triển nhận thức tốt hơn, phát triển cá nhân tốt hơn, thì lúc đó họ sẽ phát triển được kinh doanh, và doanh số tự đến, thu nhập tự đến, và chúng ta có thể tự do được. Đấy là cái triết lý rất là đơn giản. Và đấy cũng là lý do tại sao tôi chia sẻ rất nhiều những cái video liên quan đến việc phát triển cá nhân. Cho dù các bạn có thể không làm kinh doanh Network Marketing, nhưng các bạn áp dụng vào những lĩnh vực khác, các bạn cũng đều hoàn toàn có thể thành công được. Thứ ba, đó là cái đối tác, nhóm. Chúng tôi gọi là nhóm local. Có nghĩa là gì? Đây là một cái tổ chức toàn cầu. Chúng ta cần phải có những cái họ có những cái kiến thức rất là cơ bản, rất là nền tảng, và phải có một cái nơi, một cái nhóm ở Việt Nam chúng ta phát triển, mang cái những cái kiến thức này về để chuyển giao đến những người rất là mới. Phải có những người cầm tay chỉ việc, vạch từng đường hướng và từng bước để các bạn có thể xây dựng được cái network của mình, bắt đầu từ nhỏ đi lên mức độ lớn. Thế thì đó chính là nhóm local. Và tôi hiện nay tôi là một trong những cái người mà xây dựng cái nhóm local này, cái nhóm địa phương này, cùng với rất nhiều những cái người lãnh đạo khác của tổ chức Network 21 ở trên khắp tất cả các tỉnh thành của đất nước, để làm sao đưa kiến thức của Network 21 đến tất cả những cái người mà mong muốn phát triển Network Marketing. Và nếu như bạn muốn, bạn có thể tham gia vào cùng với chúng tôi và sẽ được chúng tôi hướng dẫn đào tạo hoàn toàn miễn phí. Đối tác thứ tư chính là bạn. Bạn sử dụng nhà sản xuất như là một cái nơi mà sẽ cung ứng sản phẩm, tạo ra doanh số và trả thu nhập cho bạn. Bạn học kiến thức của hệ thống đào tạo thông qua cái nhóm làm việc của mình, và một con đường khác nữa là trực tiếp kết nối vào hệ thống. Chúng tôi có một cái hệ thống đào tạo online gồm các video, CD, sách, các hội thảo để các bạn có thể kết nối trực tiếp vào và học những kiến thức từ đó. Và bạn bắt đầu xây dựng ra cái hệ thống của bạn theo cái cách thức mà hệ thống đó, mà Network 21 đào tạo, theo với cái sự hỗ trợ của nhóm, và bạn sẽ có được một cái kinh doanh của mình. Tôi chia sẻ với các bạn rằng Network 21 nó là một tôi chia sẻ với các bạn rằng networking nó là một cái mô hình kinh doanh cực mạnh. Ở đây không đòi hỏi bạn phải có vốn, nhà sản xuất họ lo toàn bộ cái điều đó rồi. Bạn tham gia vào, bạn không cần mất một bất kỳ một cái chi phí nào. Và tôi nhấn mạnh lại tại sao tôi muốn chia sẻ với bạn cái cơ hội xây dựng hệ thống kinh doanh này, là bởi vì cho dù bạn là ai, cho dù hiện tại của bạn như thế nào,
bạn đều có thể xây dựng cho mình một cái hệ thống nếu như bạn thực sự quyết tâm. Bởi vì thứ nhất, bạn không cần vốn, nhà sản xuất không yêu cầu bạn đầu tư bất kỳ một cái khoản vốn nào, hệ thống đào tạo không yêu cầu bạn đầu tư bất kỳ một cái khoản vốn nào vào trong cái kinh doanh này. Có nghĩa là cho dù trong tay bạn không có tiền, bạn hoàn toàn có thể phát triển được công việc kinh doanh này. Thứ hai, bạn không đòi hỏi bất kỳ một cái loại bằng cấp chứng chỉ nào cả. Cho dù bạn đang là ai, bạn học ít hay học nhiều, bạn lớn tuổi hay là ít tuổi, hay bạn là nam hay bạn là nữ, bạn ở vùng quê hay là bạn ở thành phố, bạn đều có thể xây dựng được cho mình một cái, bạn đều có thể bắt tay để xây dựng cho mình một cái hệ thống, miễn là bạn có cái sự quyết tâm. Thứ ba, các bạn đừng lo về kinh nghiệm, bởi vì chúng tôi là cái nhóm local, là tổ chức đào tạo, chúng tôi đã có kinh nghiệm và chúng tôi học tập kinh nghiệm 50 năm nay, 60 năm nay trong việc phát triển hệ thống kinh doanh này rồi, và chúng tôi có thể truyền giao cho bạn tất cả những kiến thức đó và hoàn toàn miễn phí, bởi vì chúng tôi mong muốn bạn phát triển. Khi bạn phát triển, bạn tạo ra được hệ thống tạo ra doanh số lớn, thì nhà sản xuất có trách nhiệm trả cho chúng tôi một cái phần trong cái doanh số này. Nhưng khi mà các bạn không phát triển được, các bạn chẳng mất gì, nhà sản xuất cũng chẳng trả cho chúng tôi cái gì. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ các bạn phát triển để các bạn có được thành công, và do đó chúng tôi sẽ có những cái thành công lớn hơn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những cái ước mơ. Chúng ta muốn ngôi nhà của mình đẹp hơn, để gia đình mình có thể sống ở trong đó một cách thoải mái, yên ấm. Bố mẹ chúng ta không phải lo lắng về chúng ta, con cái chúng ta có thể tự hào về chúng ta. Chúng ta có muốn có một cái xe tốt hơn để chúng ta có thể đi mà không lo về gió, không lo về bụi, không lo về nắng, không lo về mưa. Chúng ta mong muốn con cái chúng ta có những cái điều kiện học tập tốt nhất, có những cái vật chất tốt nhất, có được những cái bữa ăn tốt nhất, hay là có một cái tương lai đảm bảo nhất để nó có thể thực hiện được, theo đuổi được những cái ước mơ, những cái khát khao của nó. Chúng ta mong muốn báo hiếu cho bố mẹ mình, hoặc là cho bố mẹ cảm thấy tự hào khi mà chúng ta ở trên một cái bục thành công nào đó, hoặc là chúng ta có thể chi trả cho những cái chuyến đi du lịch mà bố mẹ chúng ta mong ước nhưng mà chưa bao giờ được thực hiện. Chúng ta có những cái mong ước khác đơn giản như là làm từ thiện, ví dụ như là đóng góp cho xã hội. Ai cũng có những cái mong ước đó. Chúng ta mong muốn được đi du lịch, khám phá thế giới cùng với những người thân yêu nhất của mình, đưa chồng mình đi, đưa vợ mình đi, đưa các con mình đi, đến Singapore, đến Malaysia, đến Maldives, đến Mỹ, đến Pháp, vân vân. Chúng ta có những cái ước mơ trải nghiệm thế giới. Tất cả ai cũng có những cái ước mơ rất là cơ bản này, chưa nói đến những ước mơ lớn hơn. Thu nhập của chúng ta hiện nay nó đang ở đây, thời gian của chúng ta cũng ít và thu nhập của chúng ta cũng ít. Có hai phương thức để bạn lựa chọn. Một, rất nhiều người họ tìm cách thu nhỏ ước mơ của họ lại. Nhà bé cũng được, xe nhỏ cũng được, con cái học vừa phải, không cần phải cao, sau này nó tự lo, rồi không báo hiếu được cho bố mẹ thì thôi, du lịch không đi được đến Hà Nội thì đi xuống Vũng Tàu, không đi được đến ra nước ngoài thì đi xuống Vũng Tàu 150 km là đủ rồi. Họ thu nhỏ những cái ước mơ của họ lại phù hợp với thu nhập để họ cảm thấy thoải mái ở trong cái cuộc sống này và bằng tự bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng có những người khác họ không chấp nhận cái điều đó, họ tìm cách gia tăng cái thu nhập của mình bằng cách nắm bắt những cái cơ hội, và khi mà gia tăng được thu nhập tương ứng với cái ước mơ của mình thì những cái ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Bạn là bạn lựa chọn điều gì, thu nhỏ ước mơ của mình lại hay gia tăng thu nhập của mình? Nếu như các bạn đang xem video này, tôi tin chắc các bạn là những người đang tìm cái cách thức để gia tăng cái thu nhập của mình và đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Có rất nhiều cơ hội ở bên ngoài cuộc sống kia để bạn có thể lựa chọn. Nhưng network marketing mà tôi giới thiệu với các bạn ở đây, nó cũng là một cái lựa chọn rất là tốt. Đúng sai là do bản thân mình làm, đúng sai là do tổ chức đào tạo của mình. Và nếu như các bạn mong muốn xây dựng một cái hệ thống kinh doanh để đạt được cái sự tự do, có được thu nhập, có được hệ thống, thì bạn hoàn toàn có thể liên lạc cùng với tôi. Bạn hoàn toàn có thể liên lạc với tôi bằng cách gửi tin nhắn đến số điện thoại 0906556070. Đây là số điện thoại của tôi, và chúng ta sẽ thảo luận với nhau, trao đổi với nhau. Cho dù bạn ở đâu thì trong cái quá trình tôi xây dựng thị trường, đào tạo khắp nơi, chúng ta có thể có những cái cuộc nói chuyện để chúng ta giúp bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức kinh doanh này. Hoặc là gọi điện cho tôi và chúng ta có thể cùng với nhau bàn bạc làm sao để xây dựng cái hệ thống của bạn.
Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công.